Loạt phóng sự tại Việt Nam được bảo trợ bởi Dầu vàng Trường Thọ Nanochise, Jimmy D. Pham for Congress. Tôi đang có mặt ngay ở trên con đường Thanh Niên ở Hà Nội, quận Ba Đình. Con đường Thanh Niên này trước kia gọi là con đường Cổ Ngư trong một cái bài hát rất là trữ tình về Hà Nội. Bên trái là Hồ Tây, một cái hồ có thể nói là lớn nhất ở Hà Nội, rộng nhiều mẫu. Và bên phải tất nhiên là Hồ Trúc Bạch. Còn ở đây, ngay nơi này là bia tưởng niệm viên phi công John McCain đã bị bắn rơi vào ngày 26 tháng 10 năm 1967 ngay tại Hồ Trúc Bạch. Chúng ta có thể thấy ở bia tưởng niệm làm bằng xi măng với hình dạng một viên phi công đang quỳ xuống và hai tay đưa lên. Có lẽ là đó là cái động tác mà khi mà ông bị bắt đó. Ở đằng sau nền của nó là chữ USA với ngôi sao, cái biểu tượng của một cái chiếc máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ. Đó là cảnh tượng xưa, chứ còn ngày bây giờ thì chúng ta có thể thấy là giờ này là ở cái giờ 5 giờ chiều, trời mát mẻ. Mặc dù là ngày cuối tuần, ngày thứ bảy, nhưng mà đường phố rất là đông đảo. Ở trên bờ kè thì chúng ta có thể thấy là rất là nhiều những cái sinh hoạt, như là những nơi họ cho thuê những bó hoa để các bạn trẻ tới để mà chụp hình, selfie vân vân ở dưới hồ. Dưới hồ Trúc Bạch lộng gió như thế này thì chúng ta thấy rất là nhiều những chiếc xuồng thiên nga. Trong đó là những cặp đôi hoặc là những gia đình họ thuê để mà có thể đạp ở trên hồ. Rồi đây đó có những người đang ngồi câu, trông đợi vào một cái sự may mắn có thể bắt được những chú cá dưới hồ. Nãy giờ tôi quan sát thấy vị này câu khá lâu rồi mà chưa có được chú cá nào cả. Đó là cái khung cảnh của Hồ Trúc Bạch ở quận Ba Đình. Tất nhiên lý do mà chúng ta có những cái thước phim này là theo thông báo của Nhà Trắng thì Tổng thống Joe Biden ngày mai là ngày 10 Tây tháng 9 sẽ tới Hà Nội sau những cái hoạt động với lại các lãnh đạo của phía Việt Nam. Thì ngày 11 trước khi rời Hà Nội thì ông sẽ tới đây, ngay nơi này để thăm lại một người bạn cũ của ông. Ông John McCain là người đã từng đặt những cái nền tảng cho việc bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Chắc chắn là một ông bạn khác nữa của John McCain, đó là ông John Kerry, cũng sẽ có trong mặt trong cái chuyến đi này. Một lần nữa, nơi đây vào ngày 11, Tổng thống Joe Biden sẽ có mặt ở đây để mà thăm lại người bạn cũ của ông, thượng nghị sĩ John McCain. Hôm nay thì tôi đang có mặt ngay trước cái bia tưởng niệm ông John McCain. Lúc ấy là thiếu tá không quân đã bị bắn rơi máy bay ở Hồ Trúc Bạch, khu vực Hồ Trúc Bạch. Đang đứng ở đây thì một vị khán giả của Phố Bách Xa TV, anh ấy đi xe đạp qua và nhận ra cá nhân tôi đứng nói chuyện, thì tôi đề nghị phóng vấn tí thì anh cũng rất là sẵn lòng. Cho nên là chúng ta sẽ có câu chuyện với một người ngay tại Hà Nội, ngay một ngày trước chuyến thăm
Hà Nội của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Xin chào anh cho biết rằng anh tên gì cũng như là ở quận nào? Dạ, tôi là Tuấn Dũng ở quận Ba Đình. Dạ. Địa chỉ 113 Nguyễn Thiều. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Anh có thể tới xích đây chút để khi mà quay thấy cái cảnh đó. Rồi. Thì anh có thể cho biết rằng là anh có biết rằng là ông Joe Biden, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ tới Việt Nam, tới Hà Nội và thậm chí tới nơi này trong những ngày tới không? Có thông tin cũng có từ cách đây một tuần rồi. Anh nghĩ rằng là có lịch đã có trên TV đã có thông báo từ hôm qua kia đã thấy chở đồ sang rồi. Thấy chở đồ sang rồi. Thế anh nghĩ rằng là người dân Hà Nội thì bao nhiêu phần trăm là biết về cái tin này? Nói chung là ai cũng biết cả. Nếu lên thông tin đại chúng thì ai cũng biết. Anh cảm thấy như thế nào? Chưa dám hỏi là những người khác, nhưng mà thôi cảm xúc cá nhân đi. Thì anh cảm thấy là như thế nào trước cái tin là ông Joe Biden sẽ tới thăm Hà Nội, cũng như là có những cái gọi là ký kết với lại phía Việt Nam về vấn đề nâng cao quan hệ giữa hai nước? Chắc là cái này đã có họp báo chắc là từ trước rồi. Chứ còn chính thức ông sang bên này thì có một ngày thôi. Yeah. Thì cũng đúng là có mặt ở tại Việt Nam thôi. Chứ còn thực chất là người ta đã thỏa thuận với nhau thế nào mình cũng lắm vững đại khái thế. Thì biết là tin là Tổng thống sang đấy, nhưng mà dân tình thì cũng gọi là phấn khởi. Phấn khởi không? Phấn khởi. Anh thì cảm thấy như thế nào? Tôi thì cũng vui thôi. Tôi thấy là nói chung là mình là người Việt, bây giờ mình ban giao với nước ngoài mà, cho nên là nước ngoài người ta có sang với mình thì mình cũng như là mình sang nước ngoài người ta quý mình quý người ta thôi. Bây giờ làm gì có như là chiến tranh đâu mà phải là như trước đó. Anh có nghĩ rằng là có cái cảm xúc đặc biệt nào đó riêng đối với lại một nguyên thủ quốc gia đến từ Hoa Kỳ không, so với là các nguyên thủ quốc gia khác? Mình thì mình không dám nói trước đâu, nhưng mà tất cả những nguyên thủ quốc gia như là ông Trung trước sang Việt Nam mình thì nói chung là người Việt mình vẫn cứ quý mến, hoặc là ông Biden thì cũng như thế thôi. Cũng gọi là đối với Tổng thống thì của nước Mỹ thì là của thế giới rồi, đúng không? Việt Nam mình đón tiếp cũng đoàn hoàng chứ không phải. Anh ở cái ngay tại Hà Nội này? Tôi cách đây được khoảng 2 cây thôi. Dạ. Tôi đường Nguyễn Thiều thôi. Dạ. Nhưng mà nếu có từ giám. Hồi xưa đến giờ đó. Dạ dạ. Từ ngày xưa đến giờ, từ thời Tây đấy, thời Pháp đấy, từ bố mẹ, từ trước đấy. Như vậy thì có thể nói là đây là một người Hà Nội chính tông. Tôi là Hà Nội là gần như là từ ngày xưa đấy, bố mẹ đẻ tôi ra từ ở đây là ấy rồi. Vì gia đình thoát ly từ đến cả trăm năm rồi chứ không phải gì. Thì giải phóng thủ đô đã mấy chục năm rồi, bây giờ giải phóng kia đã mấy chục năm nữa rồi. Như vậy thì nếu đoán không lầm thì anh là người Hà Nội và ở ngay đây, và với ở cái tuổi đời này thì chắc là đã kinh qua cái thời chiến tranh khốc liệt giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, thì chắc cũng đã nhìn thấy những cái sự tàn phá của bom đạn Mỹ đối với lại Hà Nội. Thì giờ đây thì lại là hai nước xích lại gần nhau như vậy. Mình có cảm thấy là có một cái khoảng cách nào đó hay không? Không, nói chung là giữa mình với Hoa Kỳ là không có một khoảng cách gì cả. Trước đây cơ, nhưng mà bây giờ thì chiến tranh đã qua đi mấy chục năm rồi, 50 năm rồi. Đất nước là thống nhất rồi thì còn có gì đâu. Một giải rồi, mà bạn bè thế giới thì người ta cũng có quan hệ với Việt Nam nhiều mà, ký kết nhiều ấy. Sang Việt Nam nhiều. Anh có nghĩ rằng là sau cái ký kết này là nó sẽ có cái tác động nào đó đối với là cả hai nước? Đúng, nếu sau cái ký kết này tôi nghĩ là Việt Nam với Hoa Kỳ sẽ mở mang nhiều tầm vóc chiến lược của nó, nhiều cái thay đổi nhiều đấy. Tôi hy vọng là như thế. Như vậy là một người dân Hà Nội, trong cái ngày này, một ngày trước khi Tổng thống Joe Biden tới Hà Nội và có những cái ký kết có thể nói là nâng tầm quan hệ giữa hai nước, tạo nên nhiều cái phát triển tốt đẹp giữa hai nước, thì anh có điều gì để mà anh nói với mọi người không có dịp có ở đây, không có dịp có mặt ở đây mà sẽ gọi là rất là quan tâm về vấn đề này? Tôi nghĩ là những người hải ngoại nói chung là xa xứ, xa quê hương lâu rồi,
cũng lên về thăm quê hương, đất nước thay đổi nhiều, đổi mới nhiều. Cho nên là những các cái gì mà về vấn đề ngày xưa lên xóa bỏ, đừng có nghĩ về ấy nữa. Bây giờ về tương lai thì quá khứ khép lại, tương lai thì mở mang ra. Thì nói chung là tốt thôi, Việt Nam bây giờ thì quá mở mang, quá tốt rồi. Tôi hy vọng là tất cả những người hải ngoại lên sớm muộn thì cũng ghé về Việt Nam, thăm Việt Nam một lần thôi. Đấy, để biết cho đất nước Việt Nam mình bây giờ nó như thế nào, thay đổi như thế nào. Cảm ơn rất nhiều, đã, thưa anh. Cảm ơn. Và chúc cho anh gọi là thật là khỏe, thấy là anh coi như là đi tập thể dục xe đi ngang qua đây. Đã, đó, thì không, đây là chẳng qua vô tình là gặp anh Vũ Lộ Hoàng Lân và đi xem anh nhiều quá rồi. Dạ. Tôi nhìn thấy anh cái rồi bảo tôi ghé qua đây nói chuyện với anh chút xíu, biết anh thôi. Dạ, dạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Đó là một trong những ý kiến của người dân Hà Nội ngay khu vực, một lần nữa ngay bia tưởng niệm ông John McCain, một ngày trước khi Tổng thống Joe Biden có mặt ở Hà Nội. Chúng ta sẽ tiếp tục có những cái mẫu chuyện rất là nhiều ở trên đất Hà Nội trong những ngày này. Xin chào và hẹn gặp lại. Loạt phóng sự tại Việt Nam được bảo trợ bởi Dầu vàng Trường Thọ Nanochise, Jimmy D. Pham for Congress.